Chào các bạn. Đây là bữa ăn trưa. Video này ghi lại bữa ăn trưa của phòng cách ly nha. Đây. Giới thiệu từng món. Đây. Một cái tray chứ. Đó, cái tray như thế này. Rồi. Đây để giới thiệu từng món. Khăn da muỗng đũa đầy đủ trong này. Menu. Đã đầy đủ có tên của mình. Một cái khay, trong đây có một cái đường, hai cục bơ, một cái túi gia vị nêm, hai cái khăn giấy khăn giấy cờ America. Cái này trong đây hôm nay có ho nhiều không chứ. Pepper, salt, muối đó. Hai cái này cũng là sugar. Cái thác này là của thành phố Alabama. Là Alabama thì gần qua phía tây của Louisiana. Louisiana đi qua Mississippi rồi mới tới Alabama. Rồi, đây là một cái juice Vân yêu cầu. Một cái bánh mì con con. Một cái cái này là cái lê, nhưng mà người ta đã xử lý qua cái đường rồi. Cái lê của mình á. Này, cái hộp thức ăn trưa. Đó. Trong đây có cauliflower luộc, một miếng thịt bò, ở dưới đây có một chút xíu cơm. Cái này thì mình ăn cũng được, nhưng mà ăn chút xíu thôi, không ăn nhiều thịt. Đó, toàn bộ là bữa ăn trưa ở đây. Và họ xin lỗi, còn nữa, cái này tại vì mình kê để quay phim. Một lon nước Sprite nhỏ, cái này lon nhỏ 7.5 ounce. Rồi hết rồi ha. Đó là bữa ăn trưa của phòng cách ly bệnh viện Baton Rouge General. Rồi chào các bạn nha. Hôm nay quay luôn bữa ăn chiều, tại vì mình nghĩ mình sẽ về trong ngày mai hoặc là ngày mốt.